Năm nay có dịch nên Nhã Nguyễn sẽ ở nhà hát karaoke, hát chèo theo điệu Lăng Cung nhiệm màu Đức Phật Tử Bi.
hành đúng nội quy của nhà nước và có một sức khỏe tốt, các bác sĩ và các công an, bác công an làm nhiệm vụ và tất cả các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tất cả các đất nước Việt Nam có một sức khỏe tốt, bình an vô sự. Cảm ơn.